Ngày 25 tháng 8, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Sông Công đã phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày Chủ nhật đỏ hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024. Với thông điệp hiến giọt máu đào trao người sự sống, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã tuyên truyền ý nghĩa vai trò của hiến máu tình nguyện để các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đúng về hiến máu tình nguyện và tham gia hiến máu. Nhờ đó mà lượng người đăng ký tham gia hiến máu ngày một tăng. Em thấy cái phong trào này nó là rất ý nghĩa, nhất là cái giọt máu cho đi cuộc đời lại, đó là cái tình cảm, cái trách nhiệm của mỗi cái con người với nhau. Với cái đóng góp nhỏ bé của mình, rất mong muốn là sẽ giúp cho những người cần những cái giọt máu nhỏ bé của mình để duy trì cuộc sống. Có thể thấy qua công tác tuyên truyền, ngày càng có nhiều người ý thức được tham gia hiến máu không chỉ là phong trào, mà còn là trách nhiệm và tình cảm của con người với con người và là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đầu năm là chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch và triển khai đến tất cả các đơn vị xã phường, cơ quan xí nghiệp, nhà máy và cũng tuyên truyền vận động với bà con nhân dân cũng đều được sự ủng hộ nhất trí và cũng rất là đồng tâm, bà con đi cũng rất là đông đủ và ủng hộ về cho công tác hiến máu nhân đạo. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được 200 đơn vị máu từ 250 tình nguyện viên thuộc các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố. Số đơn vị máu tiếp nhận sẽ giúp bổ sung nguồn máu dự trữ cho các cơ sở y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Năm 2024, thành phố Sông Công được giao chỉ tiêu vận động hiến 850 đơn vị máu. Qua hai đợt tổ chức hiến máu tình nguyện, thành phố đã tiếp nhận được 500 đơn vị máu. Từ nay đến cuối năm, địa phương dự kiến sẽ tổ chức thêm hai đợt hiến máu tình nguyện, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao.